Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Cuộc Sống Miền Tây, một trong những cái kênh làm về bốc hỏm nước hoa sách tay và giới thiệu tất cả các bạn những dòng nước hoa sách tay mà Lâm đang kinh doanh. Hay các bạn thì Lâm Quỳnh Shop rất là vui khi mà nhận được cái nút subscribe, cái nút đăng ký thứ 6.000, và điều này rất là quan hỷ và Lâm cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui mừng, rất là hãnh diện khi mà cái kênh của mình đạt được cái thành tích thôi đó sau 2 năm vất vả làm video cho các bạn xem. Hôm nay Lâm xin trở lại với các bạn một dòng nước hoa, nhưng mà trước khi đi vào cái chủ đề chính thì Lâm xin kể cho bạn nghe một mẫu chuyện nhỏ. Đó chính là cái khách hàng của Lâm, một trong những cái khách hàng rất là trung thành bên Lâm Quỳnh Shop. Sau khi sử dụng rất là nhiều những dòng nước hoa thì cô ấy đã rất là cảm tình với cái dòng sản phẩm bên mình, với lại là cô ấy đã có một cái người thân ở bên nước ngoài gửi về một cái dòng sample, một cái ống nhỏ sample để mà thử mùi. Thì dòng đó chính là YSL Mon Paris Eau de Parfum. Thì cô ấy rất là thích và cô ấy đã đề nghị Lâm nhập cái mẫu này về để giao cho cô ấy. Thì Lâm rất là chiều khách và Lâm đã nhập cái mẫu đó về, và hôm nay cũng cảm ơn cái vị khách đó đã cho Lâm mượn cái chai trên tay giới thiệu với tất cả các bạn ha. Thì năm 2016 thì YSL rất là chịu khó, rất là tích cực làm những cái dòng nước hoa đổi mới liên tục. Sau khi cái dòng Eau de Parfum ra mắt á, không bao lâu thì họ đã làm cái dòng Flora Parfum. Thì cái dòng đó rất là mới, mình Lâm chưa có trên tay. Thì hôm nay Lâm xin trên tay cái phiên bản trước đó, phiên bản mà vốn đã nổi tiếng rồi. Thì cái Mon Paris là của YSL là một trong những cái dòng mà có thể nói là người ta có gắn cho nó hai cái biệt danh. Một á, là nữ hoàng phòng trà, còn cái thứ hai của nó là những quý bà trên bàn tiệc. Đó chính là Mon Paris Eau de Parfum hay các bạn. Đây, hôm nay hơi chói nắng nha các bạn. Đây, Monsberry ha. Đây, các bạn xem đây cái kết hợp của nó ha. Dung tích của nó là 90ml nha các bạn, và nồng độ của nó là Eau de Parfum, nồng độ Eau de Parfum. Ở bên này thì nó vẫn còn những cái tem mà Lâm còn chưa có xé ra nữa nè các bạn, những cái tem mà Lâm còn chưa có xé ra nữa ha. Còn bên đây là còn những cái tem code cho các bạn xem ha. Full box hoàn toàn ha các bạn, full box hoàn toàn nha. Cái Mon Eau de Parfum này, Mon Eau de Parfum này nó có một cái thiết kế chải như thế nào và cái dòng mùa hương của nó như thế nào thì ngay sau đây lập tức Lâm sẽ khui hộp cho bạn xem nha. Ở dưới đây nó cũng còn cái tem của Beauty này nha các bạn. Giá trên tax của nó là 164 đồng nha các bạn. Lúc nãy Lâm cứ ngỡ là cái này là cái hiệu, có in, và cái nồng độ của nó là Eau de Parfum và được sản xuất tại Pháp nha các bạn. Và đây là cái mẫu chai của nó này các bạn ơi, đây là cái kiểu chai của nó ha. Nhìn nó khá là dễ thương, nó cũng làm giống như là My Burberry vậy đó. Nó cũng làm một cái nơ ở trên cái cổ chai ha, để mà phân biệt đây là một cái dòng nước hoa của nữ ha các bạn. Cái nắp chai thì nó nhỏ xíu và nhìn nó cũng khá là dễ thương. Và trên đây nó cũng có cái logo của YSL này các bạn. Có logo YSL. Ở trên cái nắp nơ này cũng có cái logo của YSL nha. Rồi Lâm cũng xin phép là thử mùi trước các bạn xem nha. Thật ra là khi mà Lâm vừa mới xịt cái mẫu này ra, khi mà vừa mới mở cái mẫu này ra thôi, thì Lâm đã nghe được một cái mùi trái cây rồi. Thì thật sự mà nói thì cái thành phần của cái chai này đa phần lúc mà nốt hương đầu tiên á, thì chúng ta nhận thấy tất cả những cái mùi đó là mùi trái cây là nhiều, quả này quả kia quả nọ vân vân, ở trên Google có nói ha. Thì những cái quả này lúc mà mình xịt ra thì mình thấy là có mùi trái vải nhiều nhất. Mùi trái vải nhiều nhất nó giống như là Lancôme Lanoute gì đó, giống như Lancôme Lanoute gì ha. Ngoài cái nốt hương là trái cây ra đó thì cái nốt hương thứ hai thì chúng ta sẽ thấy là nở rộ lên những cái loại hoa như hoa nhài, hoa phong lan, hoa diên vĩ đồ vân vân. Thì những cái loại hoa nó sẽ phát tán ra trong cái nốt hương thứ hai. Chúng ta sẽ thấy là một chút xíu sau khi mà xịt đó thì cái nốt hương thứ hai sẽ phát huy tác dụng rất mạnh, nó sẽ lan tỏa rất là nhiều ở trong không gian phòng kín như thế này. Thì lúc nãy trong quán cà phê khi mà Lâm sử dụng qua trên cổ tay của này nữa, của Lâm nữa, thì phảng phất ở đâu đó rất là nhiều những cái loại mà hoa mix lại với nhau, gần như là bước chọn vào một cái vườn hoa gì đó các bạn. Khá là thơm, rất là lãng mạn, nhưng mà là không kém phần là bộc phát một cái sự gì đó rất là
ngông cuồng, rất là ngông khi mà chúng ta bước vào bàn tiệc với cái nốt hương này. Thì Lâm nghĩ là một trong những cái điều mà làm nổi bật chính bản thân mình lên thì nó hoàn toàn có thể sâu, nó có thể là làm cho những cái nốt hương nổi bật, nổi trội khác hoàn toàn phải lép vế với nó. Diễn hạn như là Lancome, Lanvin và La Vie là những cái nốt hương khá là trội, với lại thì nó hoàn toàn có thể cạnh tranh với tất cả những cái dòng hương đó. Còn riêng những cái dòng nào mà hơi có nốt hương như là Florga nhẹ nhẹ khoang khoảng á, thì nó hoàn toàn dập tắt tất cả những cái loại những cái dòng đó luôn các bạn. Cho nên là dòng khi mà người phụ nữ sử dụng cái dòng này á, nó sẽ làm tôn lên cái vẻ mà muốn nổi bật giữa cái đám đông. Cho nên là cái này hoàn toàn thích hợp khi mà sử dụng đi tiệc hoặc đi hẹn hò ha. Nó hoàn toàn gây lôi cuốn và gây thương nhớ. Một cái dòng mà làm cho những cái chàng trai sau khi ngửi nó về tới nhà, họ vẫn còn lưu luyến mãi trong đầu. Một cái nồi mùi hương rất là quyến rũ và rất là teenager, rất là làm chúng ta gọi là gây thương nhớ đó. Một cái mùi hương gây thương nhớ đó nha các bạn. Thì cái chai thiết kế rất là cao cấp, hoàn toàn không có bất cứ một cái lỗi gì trên tay hết. Và khi mà cầm trên tay thì giống như là cầm một cái viên pha lê vậy các bạn. Cái màu của nó là một cái màu hồng nhạt, nó giống như là Chanel Trend hồng vậy đó. Một cái màu hồng nhạt như vậy. Thêm một cái nữa là muốn nói nữa, cái độ lưu hương của YSL vốn dĩ là nổi tiếng với trước đây. Khi mà Lâm dùng nam và nữ thì tất cả những cái dòng nước hoa của YSL đều gây cho Lâm một cái cảm giác là những cái nốt hương và những cái độ lưu hương nó rất là tốt. Thì hôm nay Lâm nghĩ là cái dòng này cũng sẽ làm tốt những cái gì mà tiền bối của nó đã từng làm các bạn. Rồi nếu mà các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua hotline 0939010432 để mà được ship hàng toàn quốc. Với một cái điều mà Lâm muốn chia sẻ nữa là khi mà chúng ta sử dụng YSL này thì chúng ta nên sử dụng khoảng 3 đến 4 shot là được, 3 đến 4 cái shot là được. Khi mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì nó sẽ gây overdose, nghĩa là nó làm cho mọi thứ đi lố đi. Nghĩa là nó sẽ ngọt quá ngọt, hoặc là nó đậm quá đậm, hoặc nó nồng quá nồng. Nên chúng ta sử dụng vừa ít mà vừa phát huy được tác dụng, mà lại vừa kinh tế và vừa tiết kiệm nữa ha các bạn. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và an yên ha. Các bạn xin mời các bạn bấm nút subscribe để ủng hộ cho Lâm, để Lâm có tiếp tục động lực đó làm tiếp tục những dòng nước hoa mới. Và Lâm còn khá là nhiều những mẫu mà Lâm vẫn chưa có làm, thì Lâm hứa với các bạn là Lâm sẽ làm nếu các bạn bấm nút like và subscribe để ủng hộ cho mình. Tất cả những cái điều đó Lâm rất là trân quý, và Lâm luôn luôn lúc nào cũng mong muốn tạo ra những cái video clip thật là chân thực để mà quay cho các bạn xem. Rồi cảm ơn các bạn thật là nhiều nha.